Radio xin kính chào tất cả các bạn Lên sóng cho các bạn ngày cuối tuần Tổng hợp những cái dàn mini Dàn trung mới về nữa nha Rất là nhiều luôn Và sẽ tổng hợp giá và cho mức giá tốt nhất cho các bạn Tại cái thời điểm gần cuối tháng 7 Cái mùa ngâu này Bắt tay với con đầy nông ba đường tiếng, màn carbon bass 14 120W một loa hàng đẹp chạy tốt Và con này có mức giá là 3 triệu 800 ngàn Mức giá này đã được cân nhắc rất là kỹ Và đã sale up rồi nha 3 triệu 800 ngàn Và tiếp tục với một con đề nông màu xám bách 14 màng carbon luôn Đây con này 2 triệu 700 ngàn Và tiếp tục với đề nông ME33 con này Giá là 2 triệu 800 ngàn Tất cả đều có cổng quang Smart TV ha các bạn Rồi ở đây chúng ta có Onkyo N7 USB N7 đời cao ha có cổng quang và chạy tốt Hiện tại giá con này là 3 triệu 600 ngàn Kế bên cũng là 3 triệu 600 ngàn Một phiên bản Onkyo USB Nhưng mà với phiên bản nó có màu gỗ khác Tiếp tục với Onkyo USB Thì con này là một dòng loa gỗ bóng Có nghĩa là dòng N9 N9 có USB Cổng quan giải mã 24 bit 96 kHz Gỗ bóng so với nhám như vậy Và nó có kích thước nhỉnh hơn một chút so với cái dòng N7 ha N9 USB màu à, đây đỏ bọc đô với mức giá là 4 triệu này mức giá 4 triệu ha mức giá cực kỳ tốt luôn còn bên kia một con n 9 nx đời khá là cao với cặp loa NX10 mười đen bóng và nó còn kích thước còn nhỉnh hơn con bên này chút nữa nha thì với mức giá là 4 triệu ba trăm ngàn các bạn nhé và con n 9 chân đời này chưa có usb nhưng cũng là loa gỗ bóng rất là đẹp ha kích thước lớn, công suất lớn và có cổng quang giải mã hết với mức giá là 3 triệu 600 ngàn N9 bằng giá với con N7 USB rồi còn con 5 thớt nữa nha, 5 thớt uh, Panasonic HD55 uh, bữa mình có con Pana uh, HD55 này nhưng mà 4 thớt 3 triệu 200 ngàn còn con này là mức giá là 3 triệu rưỡi 5 thớt luôn nha tiếp tục với ở đây chúng ta có một cục súp và hai loa về nó vậy nè các bạn súp điện nha có chỉnh cắt tầng nè có chỉnh âm lượng nè súp độc lập rồi nó còn đi chung được hai loa với công suất mỗi loa là 120W luôn nha loa khá là lớn so với những cái dòng uh, uh, loa trả lời là uh, có móc treo nè bắp chuối mạ vàng luôn nè của Yamaha các bạn nha B210 cục súp là khá là nặng nha cục súp này nặng hơn 10 kg với cái bát nằm mặt trước này Patch 20 Thì uh, bây giờ nếu các bạn lấy nguyên cả sub và loa để là vừa làm loa trả lời vừa có sub Điện với mức giá là 3.200.000 Còn bán lẻ cục sub này là 2.400.000 Và cặp loa này là mức giá là 1.400.000 Các bạn nhé Ở đây chúng ta nói Onkyo thì đây còn Onkyo này nữa nè 4 thớt nè dòng đề cao nè các bạn Dòng mặt xanh nha cũng là dòng thớt nhưng mà đời cao rồi con này bản thân nó có cổng quan luôn nè và đây có cặp loa mà còn vấn ở trong màn ni lông ở bên siêu thị HOP của Nhật đồ cũ với mức giá con này à con này mà chúng ta cái mờ đi này không hoạt động ha nhưng mà chủ yếu là trưng bày đủ thớt thì với mức giá chỉ có 4 triệu sáu trăm ngàn thôi nha dòng đời cao có cổng quan à, dòng thớt nhưng mà có cổng quan đời cao và ở đây chúng ta có bộ 5.1 onco mức giá cực kỳ dễ chịu luôn. À, bây giờ bao gồm amply, à, sub và năm loa. Còn cái CD và cái à, này nó về chung nha, nhưng mà hiện tại nếu các bạn không lấy mình tính trơn giống như mọi khi, bỏ thớt hai bỏ hai thớt này ra là hiện tại mức giá này chỉ có 3 triệu thôi. 3 triệu bộ onco 5.1, sub điện. À, còn có cổng quang nha, tất nhiên là có cổng quang trực tiếp smart TV, cổng analog. Còn cái hai các bạn lấy hai cái đầu này thêm thì mình tính giá mềm cho nha. Đây một con Marang CR201 rất là hiếm luôn Đó, Rất đẹp nha Gắn điện vào có USB nè Có cổng 3.5 nè Có CD nè Nó sẽ trượt cái khay này lên à, Con này mình đang sale sập sàn Bởi vì mình chưa có lấy được cái điều khiển của nó nữa Nhưng mà âm thanh rất là hay nha Và kiểu dáng sang trọng à, Trên trang Marang có luôn Con này mình bán với các bạn 1 triệu 800 ngàn thôi à, công suất cũng khá là lớn mà nói chung là nó đẹp, Không bao sang rồi chúng ta có đề nông 4 thớt đề nông 4 thớt đây cặp loa nó nè 6.200.000 dàn trung và qua ở đây chúng ta có một số dàn trung nữa tiếp tục với đề nông đi ha tiếp tục với đề nông đây đề nông 7.5L luôn nha có âm ly CD tuner và MD giải mã đây loa bổng đẹp có sức hậu ở trong con này 14 triệu thôi nha 14 triệu giá cực kỳ tốt trên thị trường luôn à... và đây là hai bộ đèn nông để mình vừa nói. Tiếp tục với một sụt của Sony. Sony MD 2 số 7. Đẹp nè, chạy tốt. 5 thớt luôn nha, tại vì nó có dư một thớt cassette về chung đợt này thì là 5 triệu 400 ngàn. Còn nếu các bạn không lấy cassette là còn 4 triệu 900 ngàn. Đây, MD 919 cao cấp nhất rồi. Cùng thời cái thời điểm ra mắt là nó là VIP nhất rồi ha. Đây 919 nè các bạn. Có một cái nhược điểm là về chờ, nói chung là hàng đẹp hết. Đẹp hết, lưới loài này đòi đầy đủ hết vấn đề ở đây là bị cấn nè do vận chuyển nè ở, ổn ghê luôn cấn cái phần vỏ sắt ở bên ngoài á à, để tìm cách xử lý có được, được không à, còn hiện tại là đang đẹp và chạy full hết với mức giá ở trên thị trường đang là 9 triệu rưỡi thì mình để con này 8 triệu rưỡi thôi nha nó sao sập sàn vì cái vết đó đó mất một triệu luôn rồi ở đây bộ Sony VF1 Make in luôn tất cả ba bộ này Make in hết ha VF1 thì con này có cái kiểu dáng um, Um, khá là to bạn nghe ba thớt nhưng mà các bạn uh, chủ yếu thay xài thớt ở dưới là thớt âm ly CD còn trên này cassette có đèn lên nhưng mà không hoạt động chủ yếu là để trưng bày còn ở đây chúng ta có một cái phiên bản loa rất là nặng nha con này nặng hơn cái con loa 77 kia nó rất là đặc và âm thanh nó rất là mềm và đặc biệt là cái giọng hát của con này nè cái cái cái, cái trap này là trap kiểu uh, Cellulo rất là lâu rồi mới gặp lại đây là một thiết kế bán ở thị trường nhật và thị trường châu âu nó mang âm hưởng của phong cách châu Âu và cả âm thanh của châu Âu con này mình đang bán với mức giá hôm nay bán sale bằng luôn 4 triệu 900 ngàn bằng với con Sony MD77 à, những con này trước đây là 6 triệu mấy nha à, rẻ lắm 5 triệu mấy hôm nay mình bán sập sàn luôn ha 4 triệu 900 ngàn còn đây là con dàn đại Kenwood uh, 7 đúp uh, 3 đường tiếng dàn đại nha còn đang để, để trong kho chưa kịp đem ra đây để vệ sinh chi tiết hơn nó bao gồm 5 thớt Amply CD uh, Equalizer Tuner và cassette đây loa rất là đẹp luôn à, màn là màn nhôm mà những cái khía là nó những cái khía là tăng sáng xíu này các bạn nhìn rõ hơn nha ba đường tiếng rồi chỉnh được cái phần trung âm nữa nè con này công suất khá là ổn nên các bạn có thể karaoke được nha 120W một loa và cái giải bass rất là sâu xuống 33Hz luôn lên cao 20kHz Ừm uhm con này nếu mà dọn xong thì mình sẽ báo giá lại cho các bạn chính xác ha à, đang vệ sinh rồi à, cơ đĩa rồi yếu là cái cassette nữa đang test lại cái cassette ok cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi um, ở đây trên kệ mình còn một số mặt hàng nữa và ở đây mình báo giá tiếp sorry các bạn báo giá tiếp luôn đi um, ở đây chúng ta có một cái đầu Kenwood giải mã rời M 7003 Giải mã siêu chuẩn là 24 bit nè nhưng mà quan trọng là cái con chip giải mã của nó nổi tiếng Thì giải mã cả cổng quen và cả cổng analog không sử dụng điểm mồi uh, 7003 của vàng uh, Khi mà mua rời thì nó sẽ cùng thời điểm với là con 7002 các bạn nha nhưng mà con này bán rời nó tên là 7003 Với mức giá chỉ có 3 triệu thôi Ở trên thị trường đang bán con này trên 3 triệu rưỡi hết mình đang bán 3 triệu Chạy tốt hết nha Rồi Onkyo intec 2 thớt 052 TX thì con này đang bán với mức giá là 3 triệu 800 ngàn à, Con Kenwood USB các bạn có thể mua rời đầu và loa ha Tại vì con này đang lẻ nhưng mà mình ghép vào nhìn cũng rất là hợp nha Đây UDA77 uh, CD USB cộng 3.5 cộng AUX Thể nhớ thì con này cái đầu máy này là đang bán với mức giá là 1 triệu 400 ngàn Cặp loa Onkyo 7GX màn carbon về hàng còn đẹp thì cặp loa này đang bán rời là 1 triệu mà bán hai bộ 2 triệu 400 ngàn các bạn nha rồi ở bên đây chúng ta có con UDE 77 đời cao hơn của con này một đời đúng bộ thì con này là 3 triệu 400 ngàn con này Kenwood K521 dòng Serica nổi tiếng cũng có US, cũng có CD USB CD USB luôn ha thì có cổng quan con này có cổng quan Smart TV nhưng mà âm trầm rất là sâu khỏe loa này trầm nhiều hơn con này mặc dù kích thước nó gọn hơn đó nhưng có hai cái trường phái âm thanh con này thì tiếng kiểu len can sáng con này trầm mềm ngọt và mức giá con này hôm nay là 3 triệu 300 ngàn nha các bạn con này CM35 của Pioneer với mức giá là 3 triệu 200 ngàn tặng kèm biến áp luôn nha giảm giá thêm một lần nữa tặng kèm biến áp nha Ờ, đời 2015-2016 luôn, CD USB và đặc biệt có Bluetooth, APTX thì uh, tại vì có thể cái màu trắng này uh, hơi bị khó phối vào những cái nội thất, các bạn sợ dơ, nhưng mà thật sự nó đang có tông màu kem nha, loa gỗ màu kem cũng rất là dễ vệ sinh, nhơ mà lau thôi nọ. Uh, nhưng mà ai mà đang có một cái nội thất màu uh, màu sáng á, thì để vào nhìn rất là sang, trên bàn làm việc, trên uh, trên bàn tivi phòng khách chung cư Vân và có Onkyo này chuyên trữ tình có bát chép ở trên máy CD chạy tốt có đây màn loa bằng sợi quang học nè với mức giá chỉ có 1 triệu 900 ngàn thôi nha âm thanh cực kỳ sáng luôn và ở đây con Kenwood sorry các bạn con Victor loa gỗ thịt loa gỗ thịt nha à, rất là hiếm EX7 và hôm nay mình cập nhật cho bạn khiển dinh 5 triệu 200 ngàn đợt trước 5 triệu 200 ngàn nhưng mà là khiển học nhưng hôm nay cập nhật cho các bạn khiển dinh nếu các bạn không lấy khiển dinh thì bộ này còn 4 triệu 8 trừ 400 ngàn luôn nha năm triệu hai có khiển dinh có đầy đủ dây nhợi và đây con Victor loa toàn giải rất là đẹp ai thích những cái dòng nhỏ gọn và âm thanh chi tiết rồi đây cái nắp đó. ở trên này nó có một cái phần CD bật nắp lên đó mặt phay nhôm ờ, loa toàn giải à, con này có mức giá hôm nay mình sale là còn 2 triệu 600 ngàn nha T100 Victor còn con này để bàn làm việc được nè đó mức giá là 900 ngàn chạy ao ít thôi nha chỉ còn chạy ao ít thôi rồi còn ở đây chúng ta có phần uh, CD Bose RA8, RA12 Thì con này uh, mình bán hôm nay là 1 triệu Còn ở dưới đây là 1 triệu 2 Cho ai nhanh gọn luôn nha Đó. Và đây con Victor này bữa báo giá là 2 triệu rưỡi Hôm nay mình sale còn 2 triệu 200 ngàn thôi nha 2 triệu 2 thôi Loa to khủng mà mua rời cũng được nha Bán đầu rời và loa rời rồi bộ nãy mình có báo giá lại con HD55 4 thớt 3 triệu 200 ngàn Ok cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi đừng quên bấm like nhé Ở đây còn rất là nhiều những cái dòng loa rời nè Loa xay trung Onkyo nữa nè Đó 202E Rồi còn uh, loa mini vân vân Và các bạn còn nhiều cái sự lựa chọn nữa nha Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi